Danisa Cranberry, món quà lý tưởng tỏ bày tri ân. Shout out to Hoàng Tôm and Cutie. Hey, Cutie. Baby, em là một ngôi sao. Về tính luôn quay mỗi đêm với đời đồ cùng bài hơi cao. Mấy anh ngay kế bên tới ngày lại đẹp ngay đi. Cho đêm nay cái tên em chỉ cần nó. Thì không có nơi cô đơn. Hey, 1, 2, 3, 4. Để chân cái sải bước em thì đang đi đâu. Đèn ngóng phía sau là mỗi tất cả là đang thi bầu. Nhưng mà thính anh đây trong túi này đang sáng đi câu. Jam rock like Sam, and you better really. Anh thì chưa từng dừng lại, 3 năm công như Yeezy. Chỉ cần nghe giọng anh nói, turn you on a Siri. Show một icon kaka, do you love me Kiki. So bad, okay đi mình go out. Nơi không ai nhìn là go in. Anh boy chung tình lâu mau. Nhưng mà sao như này, sold out. Hai bên anh và người em mơ 100% là không lần tranh. Đây thêm thằng trong gương bởi vì nó còn mơ bằng anh. Yên tâm đi vì anh chỉ thấy em đời. Dù là ngôi sao em sẽ hát trên trời. Sao người tính luôn quay mỗi đêm với đừng cùng phải hơi cao. Mấy anh ngay kế bên tới ngày lại để thêm ngày đi. Cho đêm nay cái tên em chỉ cần nó. Người như em thì không có nên gọi đơn. Em đây thông minh không cần đôi co. Hoa xinh chân lên đưa anh làm voice show. Anh không muốn nghe hai từ thôi mà. Cause I know you bad, cho một đôi. Anh thừa nhận anh không hoàn hảo, anh không có xa. Anh chỉ mới đẹp trai gần đây đã từ khi ra rồi. Nhưng mà babe you hot như là Kali. Đến tóc anh còn phải dừng đứng lên. Quên đi số phone của mọi cô, bây giờ ai cần. You dopamine, em làm tim không còn trái sần. Cho em tra anh trong hồ sơ Panama. Chẳng là anh giấu mùa cho em đâu che anh cả ba nãy vô. Nên đừng say no. Khi về tin khác ở xung quanh sợ KO. Đưa em xem store hàng mức cao mình bay vô. Và anh make your rain and let your arm KO. KO. Sao về tình luôn quay mỗi em. Với đứa được cùng bay kế bên tới cả lời đời từng ngày đi. Cho đêm nay cái tên em chỉ cần nói no. Người như em thì không có nên cô đơn. Người như em thì không có nên cô đơn. Rồi em á, từ xa chỉ dám đứng xem. Hãy cười là dễ thương. Everybody tránh đường. Nhưng em ở mắt anh trông thế là phải match nhanh. Mong em được để dẫn anh. Tim này mong mình lắm à. Come on. I think you found the right one. The good one. To fall in love. To fall in love. I think now is the right time. The good time. To be in love, to be in love, come on. Anh không phải bad boy, không dám nhận là goodbye. Baby, I can be the one to hear her back. Anh vô tâm chút thôi, gặp em là sẽ khác thôi. I can be the one, I can be the one to hear her back. Căn cước công dân của em, anh chỉ mong được biết hết ý tư của em. Ba mẹ em ăn gì mà sao sinh ra em được? Yeah. Cho anh nói nhỏ một câu. Hey girl, I freaking love you so. Là bánh bèo, bánh xèo, bánh ra hè, không ai quấn bằng em được. I think you found the right one, the good one, to fall in love, to fall in love. I think now is the right time, the good time to be in love, to be in love. Come on, anh không phải là bad boy,
one, I can be the one. 注意喝奶 Vậy thì còn chân cho gì nữa. Let's go. Woo. Oh yeah. Trần Tiểu Vy. Cho bộ sưu tập Le Printemps của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông. Danisa Cranberry, món quà lý tưởng tỏ bày tri ân. Qua phần trình diễn của Hiếu thứ hai và Trọng Hiếu cùng với Miss Việt Nam Tiểu Vy và Miss World Việt Nam Lương Thùy Linh cùng với những người mẫu xinh đẹp của công ty Nomad Management Việt Nam thuộc tổ hợp Đất Việt VAC Group Holdings. Hình như đây là lần đầu tiên mà Hiếu thứ hai với Hiếu thứ ba hợp tác hả? Đúng không tụi em? Vâng ạ. Vì sao lại có cái sự hợp tác này của hai bạn? Baby nói cho nghe, em hãy nói cho nghe những điều mà điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua là một trái tim anh nhưng mong quà. Em không biết từ đâu luôn. Chắc là do là em với anh tên Hiếu nên là có sự hợp tác đó. Nha, anh nghĩ đó là một cái cơ duyên hả? Tất cả mọi người mà tên Hiếu ấy thì đẹp trai. Hiếu thứ hai thì đẹp trai là biết rồi đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà các anh Hiếu khác thì Hiếu không rõ ràng lắm ạ. Không, anh cũng đẹp trai mà. Em thấy ổn không? Em thấy ổn mà. Mấy bạn nữ ở dưới là banh xác luôn. Và anh hiểu là anh phải đẹp trai tới mức nào mọi người mới như vậy chứ. Anh em có thấy là các người tên là Hiếu có ok không ạ? Có chất không ạ? Em thấy sự chân thành ở trong đôi mắt của mọi người nha. Tôi thấy hai ông này ông hát trên này rất là style nha. Người ta làm đủ thứ chuyện. Mấy bả la tôi không nghe một chữ nào ở trên này hết. Dễ sợ thật. Tình yêu mãnh liệt dành cho những người đẹp trai đúng không ạ? Dạ, cảm ơn các bạn. Và thưa quý vị, đứng kế bên Trấn Thành, đây là cái người đã mang đến 15 bộ mascot tuyệt đẹp cùng với những mascot cho những khách mời đặc biệt trong chương trình The Masked Singer. Thưa quý vị, nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông. Chắc là bây giờ chúng ta sẽ mời Ngô Mạnh Đông Đông cùng qua trò chuyện với quý vị khán giả một chút xíu nhân chủ đề đẹp này nhé. Cảm ơn một lần nữa Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Trọng Hiếu và Hiếu thứ hai và tất cả các người mẫu của công ty Nomad Management Việt Nam. Xin cảm ơn.